thấy lông mày không được thôi, sắp tù quá thấy lông mày luôn ấy. Nếu biết thuốc thuốc rồi mà ngậm vào phà ra thôi anh rồi em khất vào đấy. Tình hình sao rồi? Đã thu xếp ổn thỏa, hàng đã chuẩn bị xong. Sao em bỏ đây? Bỏ đây, bỏ đây.